Thưa quý vị và các bạn, cùng với những chính sách hỗ trợ theo quy định chung của nhà nước, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có chính sách ưu đãi về vốn vay nhằm khuyến khích tạo điều kiện cho lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng có thời hạn. Tuy nhiên, dù chính sách này đã được triển khai hơn một năm nay, nhưng nhiều hộ gia đình có người thân muốn đi xuất khẩu lao động có nhu cầu vay vốn vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này. Phóng sự phản ánh thực trạng này tại huyện Phong Điền, địa phương có số lượng lớn người tham gia xuất khẩu lao động trong tỉnh. Bức xúc là tâm trạng chung của các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn cho con em đi xuất khẩu lao động nhưng không tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi theo quyết định 64/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Gia đình thuộc diện khó khăn, việc xoay sở trên 150 triệu đồng trang trải chi phí cho con sang Đài Loan làm việc là điều quá khó khăn đối với bà Tường. Khi được nghe về chủ trương này, bà khấp khởi mừng thầm bởi chỉ ít cũng được vay 50 triệu đồng với lãi suất bằng mức cho vay hộ nghèo. Mang hồ sơ xin vay đến Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phong Điền, nhiều lần bà đều nhận được câu trả lời chờ cấp vốn vay. Hơn 2 tháng trời chờ đợi, bà Tường đành phải vay nóng toàn bộ số tiền 150 triệu đồng với lãi suất phải trả hàng tháng lên đến 4,5 triệu đồng giải quyết cho con đi theo đơn hàng. Dì cứ chờ ít ngày sau, là một tuần sau là bố hỏi lại. Bố hỏi lại thì họ trả lời là bốn họ một trung tỉnh họ đưa ra là cho bốn suất, nhưng mà suất quận phủ là suất thứ năm, lấy chừng hết rồi chứ phải ngồi chờ. Thì khi nãy mới hỏi lại là chờ bao lâu nữa thì họ nói chữ cũng biết thời gian mua mà trả lời, thì cứ khoảng tuần sau này gì vô là biết là trả lời. Tuần sau vô họ cứ nói không có, họ cứ hẹn mãi rồi đi mãi đi hoài. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguồn vốn cho vay theo quyết định 64 luôn sẵn sàng để giải ngân. Vậy tại sao cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội Phong Điền nhiều lần bảo bà Tường phải chờ nguồn vốn cấp? Cũng có nhu cầu vay vốn khi con gái sang Nhật làm việc theo hợp đồng có thời hạn. Cũng 5 lần 7 lượt mang hồ sơ đến Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phong Điền, thậm chí phải ra tận Hà Nội để thay đổi hợp đồng, bổ sung giấy ủy quyền theo yêu cầu từ phía ngân hàng. Nhưng vào thời điểm chúng tôi ghi hình phóng sự này cũng là lúc con gái chị đã sang Nhật làm việc được hơn một tháng. Gia đình chị Thủy vẫn chưa thể vay được số tiền 50 triệu đồng. Thì hồ sơ của em đã đầy đủ hết rồi, nhưng họ cũng làm khó khăn cho em đó. Em khó khăn làm em mới đi, chứ nếu như em không khó khăn giống như mấy cái gia đình khác là họ nói thôi bất đi, em nói đi. Mẹ chị nói bất là mẹ chị có, nhưng mà em đi vay ngoài nặng quá, thành thử chị em phải cố gắng em đi cho bằng được. Có một điều chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi đúng vào thời điểm chúng tôi ghi hình tại nhà chị Thủy, cán bộ tín dụng của ngân hàng điện thoại hỏi về những nội dung chị Thủy thông tin với phóng viên, đồng thời cho biết sẽ giải ngân nguồn vốn vay vào ngày 11 tháng 12 này. Như vậy, thời điểm phóng sự được phát sóng, gia đình chị Thủy đã được giải ngân vốn vay. Tính đến cuối tháng 11, huyện Phong Điền đang xếp vị trí thứ hai của tỉnh với 145 lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng có thời hạn. Tuy nhiên, những vướng mắc và cả sự tắc trách của những người có trách nhiệm chính là nguyên nhân có rất ít lao động tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi này. Đi tham gia xuất khẩu lao động thì phần lớn là người nông thôn. Mà để một cái đơn hàng như vậy thì bình quân là phải 120 triệu đến 160 triệu trên một đơn hàng, tùy theo đơn hàng. Nhưng mà người nông dân thì rất khó để mà tiếp cận, để mà có được cái nguồn vốn sẵn sàng như vậy. Thì ở đó phải là tiếp cận qua cái nguồn vốn ngân hàng, mặc dù là tỉnh có những chủ trương cho những cái hộ này vay 50 triệu đồng một người, thì đây là một vấn đề khó, bởi vì là họ thì phải vay thêm nguồn khác nữa mới đủ 50 triệu. Việc thứ nhất, việc thứ hai nữa, nhưng mà tiếp cận cái nguồn vốn ở với các ngân hàng cũng rất là khó, bởi vì là theo quan điểm của ngân hàng là khác, mà trong quy định của mình là khác. Phần lớn những gia đình có con em đi xuất khẩu lao động đều có hoàn cảnh khó khăn. Quyết định 64 vì vậy rất có ý nghĩa khi không chỉ san sẻ một phần khó khăn về kinh phí, mà còn là con đường giúp nhiều gia đình thoát nghèo bền vững. Ý nghĩa là vậy, nhưng đáng tiếc, những vướng mắc, tắc trách trong quá trình triển khai lại khiến nhiều lao động không tiếp cận được nguồn vốn vay này. Vâng, chính sách vốn vay ưu đãi theo quyết định số 64 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh là một chính sách kịp thời và đáp ứng mong muốn của rất nhiều người lao động đang có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng đang gặp nút thắt về nguồn vốn vay ban đầu. Một chính sách đúng đắn, nhưng khi triển khai ở cơ sở vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Làm thế nào để tháo gỡ những khó khăn này, đưa chính sách thực sự đi vào đời sống? Câu hỏi này xin được dành cho các cấp, các ngành liên quan.